xin phép bác sĩ Nam được trả lời câu hỏi của chị như sau. Rất tiếc là cháu bé nó còn quá nhỏ mà lại được chẩn đoán là một cái bệnh lý u gan. Đối với u gan thì nó có chia ra làm mấy loại như thế này. Đầu tiên đó là u nguyên bào gan. U nguyên bào gan tức là cái tổn thương này nó phát triển ngay từ trong thời kỳ bào thai. Thế còn cái thứ hai đó là u của tế bào gan nguyên phát, tức là cái loại mà chúng ta thường gặp trong quá trình đời sống về sau này và hay thể hiện ở nhóm đối tượng là tuổi khoảng tầm từ 50-60 tuổi trở lên và có cái triệu chứng và có cái yếu tố nguy cơ là mắc virus viêm gan B hoặc viêm gan C hoặc là trên nền bệnh nhân nghiện rượu, trên nền bệnh nhân sơ gan. Một cái loại nữa đó là ung thư gan thứ phát, tức là giống như cái câu trả lời của bác sĩ Tuấn Anh vừa mới trả lời, đó là cái u gan này nó phát triển từ một cái tế bào chỗ từ nơi khác đến, ví dụ như ở đại tràng, ví dụ như ở dạ dày, ví dụ như ở phổi đó. Và ngoài nữa thì nó còn một cái loại bệnh nữa cũng có biểu hiện ở gan, đó là ung thư đường mật. Đấy, trong bốn cái loại này thì cái loại bệnh lý ung thư nguyên bào gan thì biểu hiện hay gặp ở tuổi trẻ. Và cái điều trị của nó thì nó có mấy cái điều trị cơ bản thế này. Với những cái khối tổn thương mà còn nhỏ mà đánh giá là nguy cơ ác tính thấp thì người ta khuyến cáo là phẫu thuật, thậm chí là một phẫu thuật rất là triệt để, đó là phẫu thuật ghép gan. Ngoài ra, nếu với tổn thương kích thước lớn, ví dụ như trường hợp của cháu bé đây, kích thước 12cm, trên nền một cháu bé mới có 6 tuổi thôi, cái thể tích gan còn nhỏ mà u đã chiếm 12cm rồi, thì như vậy cái khả năng mổ được ngay là rất rất hạn chế. Ngoài ra còn phải đánh giá thêm là cái loại tế bào đó là loại tế bào có đáp ứng với hóa chất hay không, có nhạy cảm với hóa chất hay không, có nguy cơ tiến triển nhanh, nguy cơ tái phát sớm hay không. Tất cả những cái thông tin này sẽ được các bác sĩ lâm sàng tập hợp lại trong bệnh án và đưa ra cái phương án điều trị cuối cùng, đó là có thể điều trị bằng hóa chất trước với hy vọng là thu gọn lại cái thể tích của khối u, sau đó rồi sẽ quyết định là phẫu thuật. Bởi vì phẫu thuật đối với trường hợp u nguyên bào gan vẫn được coi là cái điều trị tiên quyết, được coi là cái điều trị cơ bản giúp cải thiện, giúp tăng cái tỷ lệ khỏi bệnh và tăng cái thời gian sống thêm. Trong trường hợp mà của cháu bé này thì bác sĩ Nam không được tiếp cận với hình ảnh cũng như không tiếp cận với cả các cái chẩn đoán trên hình ảnh trên giải phẫu bệnh trước đó, nhưng mà mạnh dạn có lẽ với trường hợp này thì chị vẫn nên trao đổi với bác sĩ lâm sàng, bác sĩ điều trị xem là sau khi điều trị hóa chất 4 đợt như vậy có cơ hội chụp lại cái phim mà u nó nhỏ lại thì có thể bàn bạc xét phương án là có thể ghép gan. Xin cảm ơn.